Tôi nhớ năm ngoái chúng ta làm thiệp mời thì thấy chúng ta viết thì viết đúng, nhưng mà đi lên trên nhà in thì họ in sai, mà họ cho rằng họ đúng. Chúng ta là mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Quan Thầy họ nữ, thế thì họ sửa lại, họ làm gì có cái vô nhiễm chẳng có nghĩa gì. Họ sửa lại là lễ Đức Mẹ Ô Nhiễm. Ô nhiễm bởi vì đối với họ thì ô nhiễm là vấn đề thời sự ngày hôm nay, thế ở đâu ô nhiễm môi trường. Thì thực ra thì hai cái từ nó khác, chúng ta là vô nhiễm, tức là Đức Mẹ hoàn toàn trinh trắng, không có mắc tội tổ tông. Chúng ta thì mắc tội tổ tông và tội riêng nữa. Nhưng Đức Mẹ thì hoàn toàn trinh trắng, không có mắc tội tổ tông và tội riêng cũng có. Cho nên là Đức Mẹ là đấng vô nhiễm, tức là không có tội. Còn chúng ta thì là có tội, tội tổ tông rồi tội riêng chúng ta phạm. Mà xã hội thì người ta bây giờ vấn đề ô nhiễm là vấn đề thời sự, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Chúng ta thấy kể cả sông, kể cả mương máng, kể cả ao hồ, bây giờ nước rất là bẩn. Tại vì sao? Thưa chúng ta thải những chất xấu ra ngoài mương máng, chúng ta không có giữ vệ sinh. Thế rồi rác rưởi ở khắp mọi nơi. Đây cái hồ ở trước mặt chúng ta là cửa nhà thờ cũng thế, rất là ô nhiễm, rất là bẩn. Rồi cánh đồng rác ở khắp mọi nơi. Làng chúng ta ấy, khi bước vào làng thì đầu tiên là cái không có cảm tình nhất là cái đống rác, cái bãi rác rất lớn. Bước vào làng, đầu làng cái nhiều cái làng văn hóa là có cái đống rác to tướng, rất là phản cảm, rất là không tốt. Thế rồi ô nhiễm không khí, hít thở vào đi đường chúng ta hít thở về lấy khăn bụi xoa lau mũi thì bẩn lắm, bởi vì trong không khí có rất nhiều chất bụi. Trong nhà không phải đóng cửa như thế, nhưng mà khoảng một tuần thôi không lau mà đã đầy bụi đầy bẩn. Thế rồi ô nhiễm thực phẩm, thức ăn cũng thế, ô nhiễm gà hay hoa quả cũng đều có ô chất ô nhiễm cả. Ngày hôm nay người ta cái gì lợn hai chuồng rau hai luống. Lợn hai chuồng nghĩa là lợn riêng nhà mình ăn thì nuôi khác, nhưng mà trong nhà xứ thì không có hai chuồng, thì có một chuồng thôi mà lợn không có chất độc hại gì cả. Thì lợn hai chuồng nó một chuồng thì người ta nuôi bằng chất độc hại cho nó tăng trọng. Rồi rau hai luống thì rau nhà mình ăn thì không có phun thuốc sâu, nó phun thăng tăng trưởng, nhưng mà đi bán thì cái rau thực phẩm ăn uống cũng bị ô nhiễm. Cho nên cái người làm thiệp ấy, người ta thấy xã hội ngày hôm nay ô nhiễm, thế nên người ta sửa lại, nhưng mà không đúng, nhưng mà người ta sửa với ý tốt. Người ta nghĩ rằng là xã hội ngày nay đầy những ô nhiễm. Ở bên nước ngoài thì người ta khá hơn, người ta ý thức thì người ta khá hơn, không có bị ô nhiễm môi trường. Đại hội giới trẻ Hải Phòng nó rất là khá trong vấn đề giữ vệ sinh chung. Cứ có cái giác làm là có một các bà của một giáo xứ nào đi quét rác cho rất là sạch sẽ. Đại hội ở bên nước ngoài cũng thế, Missouri chẳng hạn, Đức Mẹ Missouri chẳng hạn, người ta giữ vệ sinh rất là tốt. Rồi La Vang năm vừa qua, Đức Tổng Linh có nhắc ở nhà thờ xin mọi người khi đi về còn thế rác nào nhặt hết, mọi người tuân theo, nên sạch lắm. Rồi dần dần chúng ta phải làm buồn để làm sao mà giữ gìn môi trường sống của mình. Kể cả giáo sĩ chúng ta, ai cũng có ý thức không vứt rác ra đường, không có thải chất độc ra mương máng, chất bẩn ra mương máng, giữ môi trường trong nhà thờ để cũng thế, không có trẻ em có thể ăn quà nhưng mà giữ cho vào thùng rác thì rất là ý nghĩa đẹp. Vì thế làm sao chúng ta sống phải làm sao ăn sạch, ở sạch này, sống sạch này, tôi cũng sạch nữa thì rất là tuyệt vời. Ăn sạch, uống sạch, hít thở sạch, sống sạch và sạch tội nữa thì để giống Đức Mẹ. Nay chúng ta mừng Đức Mẹ vô nhiễm, Đức Mẹ không mắc tội tổ tông, không mắc tội riêng, thì chúng ta cố gắng sống như thế. Mỗi người chúng ta đều có ý thức,
Có nhiều người lại thích sống bẩn xong chê mà ăn bẩn cho sống lâu, đấy là bảo thủ. Nước ngoài các nước văn minh bao nhiêu thì người ta càng sạch bao nhiêu càng tốt. Đây chúng ta đây thì đây cả đồ lễ, cứ bỏ ngày Chúa còn yêu mến Chúa, còn kính mến Chúa hết lòng hết sức hết trí khôn, nhưng mà mở tòa mở nhà chồng ra thì thấy bằng nhẹ rồi bẩn lắm, khăn thánh hay là chén thánh sờ toàn cát với bụi. Thế mà bảo họ họ lau chùi sạch sẽ là phải trả cái quan trọng, phải viên cái quan trọng. Cứ càng văn minh bao nhiêu thì càng phải sạch bấy nhiêu, càng văn minh bao nhiêu thì càng phải sạch sẽ bấy nhiêu. Và nó như thế nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Sống bẩn là nó giảm tuổi thọ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Càng sạch bao nhiêu, ăn sạch, sống sạch, hít thở sạch, sống sạch, thế rồi đặc biệt là sạch tội nữa thì rất là tuyệt vời, chết giống Đức Mẹ. Sạch tội chắc chắn có bình an. Vì thế mà khi người ta nói về Đức Mẹ, người ta dùng cái câu thơ của Việt Nam: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đức Mẹ như là cũng hoa bông hoa sen ở trên đầm này, bần đầm này thì hôi tối tanh tưởi, nhưng mà bông hoa sen rất là tinh tuyển đẹp tuyệt vời. Giữa một đồng cánh đồng nhơ nhớp bẩn thỉu như thế, nhưng mà xuất hiện một bông sen trinh trắng tuyệt vời, đó là hình ảnh của Đức Mẹ. Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, không có mắc tội tổ tâm, không có mắc tội riêng nữa, là một đấng thánh xứng đáng là cung điện cho ngôi hai Thiên Chúa ngự trị. Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan, khi chúng ta đọc kinh cầu Đức Mẹ, Đức Mẹ như là một tòa, là nguyên ngai cho Thiên Chúa ngự ấy, xứng đáng trong sạch. Cho nên Đức Mẹ, Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan là như thế, là tòa tức là ở nơi Chúa thánh thiện ngự trị ở đó, xứng đáng. Tại vì sao? Phải tinh tuyền, phải trong sạch, không mắc tội tổ tông, không mắc tội riêng. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đức Mẹ gần bùn, Đức Mẹ là người thế gian nhưng mà không mắc tội, không có nhớ nhớ bởi vì tội lỗi. Cho nên là giữa một đầm này xuất hiện một bông sen thì Đức Mẹ sống trong thế gian là gian như thế ấy, nhưng mà Đức Mẹ không mắc tội. Chúng ta ngày hôm nay bị nhiều thứ cám dỗ, chúng ta hay đồng loãng, thấy người ta gian dối, cả thế giới gian dối, tội gì mình không gian dối. Thấy người ta nói hành nói xấu với nhau, rồi cả nhà thờ, cả thôn người ta nói hành nói xấu nhau, tội gì mình không gian dối, mình có gian dối đáng bao nhiêu. Hay là cả thế giới người ta tham nham, thì tham lam cả người ta cũng như thế thôi, tội gì không tham lam. Không thưa, giữa một cái xã hội đầy những khó khăn thử thách như thế, nhưng chúng ta phải cố gắng giữ làm sao chín chắn, không có bị ô nhiễm bởi tội lỗi, thế mới là tuyệt vời, thế mới là sống như Đức Mẹ. Chúng ta gặp nhau nơi đây để gặp gỡ nhau trong bầu khí rất là vui, mặc dù mưa gió nhưng mà chúng ta cố gắng gặp nhau để chia sẻ niềm vui, gặp nhau để gánh vác, chia sẻ những nỗi buồn nếu có gia đình nào mắc phải cũng vơi đi. Chúng ta gặp nhau là tốt lắm, nhưng mà chúng ta cũng gặp nhau để cùng thao thức chia sẻ với giáo hội những vấn đề giáo hội đang bày tỏ chúng ta, đặc biệt là năm nay 2019, năm đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Chúng ta đã thảo luận, chúng ta đã tìm ra những nguyên nhân, chúng ta đã cố gắng để chữa trị, và chúng ta cầu nguyện và gặp gỡ, lo giải thích hay là làm sao cho các gia đình gặp khó khăn đấy có thể không bị bỏ rơi, họ không bị loại trừ, không bị bỏ rơi, mà chính những gia đình khó khăn hay là mắc những sai lầm trong cuộc sống như thế cũng không vì thế mà mặc cảm, và cũng không vì thế mà chúng ta làm cái gì đó để hư gương bổn gương xấu cho người khác. Ta không có tìm người lôi kéo theo mình, mà chúng ta biết thân biết phận của chúng ta, thì đó là
ý nghĩa của ngày lễ mà chúng ta gặp gỡ hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cho những người nữ nhận Đức Mẹ Maria vô nhiễm lòng con thầy, chúng ta cố gắng sống sạch, ăn sạch, ở sạch, và cố gắng nhiều hơn nữa đó là tôi cũng sạch, để chúng ta sống như Đức Mẹ. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa
Lời Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa cùng con thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và bao Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, lại cầm lấy bánh tạ ơn tẻ tang và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy bào cung, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ tên Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoàn thiện Chúa chịu chết và hiến dâng Chúa sống nay. Chúa ơi, vì Chúa lên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi công phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ lễ hội Thánh Chúa năm rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, giám quản tông tòa giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã hy trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng chúng qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa như thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dâng hiến dâng. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
Nhờ Chúa đầu lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và nhất theo Thầy ghi Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban ân huệ vô song là gìn giữ Đức Maria khỏi vướng mắc tội nguyên tội. Xin cũng cho thánh lễ chúng con cử hành chữa lành mọi thương tích nguyên tội còn để lại nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời Cha cùng cộng đoàn an tọa. Xin kính mời và hội trưởng nên có lời cảm ơn. Đi dây tin cũng ở trên trời, để an dưới thế cho loài bất hương. Con tạ ơn Chúa, con trọng kính lễ Cha, kính thưa quý hội đồng giáo xứ, kính thưa cộng đoàn. Ngày 8 tháng 12 là ngày mừng kính lễ Đức Maria vô nhũng nguyên tội, mà mọi lỗi chúng con nhận để làm quan thầy hộ. Năm nay là lần thứ 28 mọi người chúng con nhận kính mẹ. Hôm nay chúng con tổ chức hội thảo và thánh lễ được trao nhân xuất sắc là nhờ sự quan tâm nâng đỡ và dạy bảo của cha xứ Đa Minh, của thầy cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các bà, các mẹ, các chị em xa quê vì tình thương mến quê hương đã trở về ngôi nhà mẹ để cùng nhau tung hô Chúa, ca em danh mẹ. Đó là điều động viên và khích lệ lớn lao với chúng tôi là những người ở quê hương. Chúng tôi cũng cảm ơn những ân nhân đã luôn đồng hành và nâng đỡ, cầu nguyện cho chúng tôi từ xưa đến nay. Chúng tôi cũng cảm ơn đội kèm nhà sứ và học quỷ, cảm ơn Pha và Monica. Chúng tôi cảm ơn Nga Đẩm Tử, Ban Âm Thanh, Ban Trang Trí và mọi người đã góp phần làm cho buổi lễ được sốt sáng trang nghiêm. Đặc biệt, chúng con luôn nhớ ơn và tri ân Đức ông Lao Thiên Sô đã gầy dựng, dạy dỗ và dìu dắt để chúng con được lớn lên như hôm nay. Qua buổi lễ hôm nay, từ khâu tổ chức, chuẩn bị, tin ấn thiện cho đến thánh lễ, chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót. Chúng con xin quý cha, quý khách cùng cộng đồng cứu lỗi và cầu nguyện cho chúng con. Một lần nữa, con xin được kính chúc quý cha luôn tràn đầy hồng ân Chúa. Chúc các vị quý khách và toàn thể cộng đoàn luôn an mạnh, luôn an bình mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Sau thánh lễ, con xin kính mời quý cha, quý khách, quý sĩ, quý thầy và cộng đồng về cửa nhà phục vụ giáo xứ chung chia niềm vui với chúng con trong bữa cơm thân mật. Chúng con đồng cảm tạ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài gói thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đáng lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã long trọng mừng Đức Maria với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội. Anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại nơi đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và lại luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.